đừng bao giờ sàn sỡ với anh nhà anh, biết chưa? Biết chưa? Biết chưa? Lần sau nếu muốn ta có vẻ là người cút, biết chưa? Vâng, xin kính chào toàn thể quý bạn và các vị đã đến với tin nóng bóng đá ngày hôm nay. Không phải ra ngoài đi chơi với ở gái, chỉ việc ở nhà xem chúng tôi đá không? Với anh em nhớ nhé. Câu bộ cởi trần của đùi Servin và một câu bộ không cởi trần nhưng vẫn mặc quần đùi hoặc quần dài Servin. Thật chết đi bò, tốt bò ra, bò ơi, con tốt bò rồi. Konnichiwa, Hajime Maste, Omedeto Gozaima. Và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với TVH Vlog. Mình là Tuyền Văn Hóa và ngày hôm nay đang có một cái sự kiện cực kỳ hot và cực kỳ nóng ở trên mạng xã hội. Đó là có một cô gái bị một cái thằng yêu dâu xanh nó sàm sỡ, nó gạ gịch rồi nó các kiểu trong thang máy. Và án phạt cho anh ta là gì? Chỉ là 200.000, tức là án phạt hành chính. Số tiền 200.000 là rất nhỏ. Và có những cái thứ mà khiến người ta phải suy nghĩ, tức là gì? Người ta, một thằng đàn ông hoàn toàn phải bỏ ra 200.000, 500.000 hoặc là một củ để chỉ để vào thang máy và sàm sỡ thôi. Cái đó rất là đơn giản. Và mình nghĩ rằng là cái số tiền bị phạt và cái án phạt nó quá nhỏ so với những gì mà cô gái kia mất. Bình thường nhá, có những người nếu như trong trường hợp mà bị sàm sỡ và bị gạ gẫm và bị quấy rối như thế, có những người ta hoàn toàn có thể bị trầm cảm hoặc là có thể bị điên, hoặc có thể là tại vì đó là một cú sốc. Đối với nhiều cô gái trẻ đến là một cú sốc, tự nhiên có một thằng bị yêu dâu xanh vãi cả trưởng á, chả quen biết gì lao vào sờ mó rồi lao vào sờ soạn hôn hít các kiểu, thì rất dễ có thể dẫn đến tình trạng bị trầm cảm, thậm chí là bị nói chung là bị một cú sốc lớn, một cú sốc lớn mà ảnh hưởng đến cả thần kinh các thứ đó. Và điều đó thì phải nói rằng nó sẽ là một cái điều cực kỳ là nguy hiểm. Do đó thì ngày hôm nay mình quyết định làm một cái thử thách để mô phỏng lại cái tình huống trong thang máy đó. Mình sẽ vào thang máy và chôn một người bất kỳ, mình sẽ đóng vai là cái thằng yêu dâu xanh đấy, không biết có biện tát hay không đấy, để xem là xem cái kết nó sẽ như thế nào. Mình chỉ muốn thông qua cái video này chỉ muốn nhắc chị em là cần phải có được cái sự phòng vệ cho bản thân mình. Và cần phải có một cái thần thái để khiến những thằng yêu dâu xanh đấy nhìn là phải sợ ngay. Do vậy là mình quyết định là thực hiện cái thử thách này với mục đích như vậy. Và mình mong chị em hãy luôn luôn cẩn thận, luôn luôn phải có những biện pháp phòng vệ cho chính bản thân mình để tránh gặp những trường hợp như thế. Những trường hợp thế là rất là nguy hiểm nhá. Và bây giờ thì wow, bây giờ thì xin mời mọi người sẽ cùng đến với cái thử thách của mình. Yeah. Nani? Em cũng lên tầng 29 à? À, dạ vâng ạ. Em ở chung cư này à? Vâng. Em ở lâu chưa nhỉ? Sao anh ít gặp em? À, chắc là khác múi giờ anh ạ. What the fuck? À thế à, em đang làm gì? À, em làm văn phòng thôi. À, em có hay rảnh vào buổi tối không? Cũng có. À thế á, thế thì hôm nào mình đi cà phê cà pháo tí nhỉ? Nhưng mà em đã quen anh đâu ạ? À? Thì mình cùng tòa nhà mà em, mấy mà quen đúng không? Em có dùng Facebook không? Dừng gì? Em ơi, 200.000. Này, nếu mà cảm thấy bấn quá thì ra Trần Thế Hưng giải quyết nhá. Ủa? Nghiêm cấm sàm sỡ con gái nhà lành, cút! Mà nếu mà mày không phục ấy, cầm thêm vào chơi. Ủa? Nhớ ấy, lần sau nếu còn muốn ta coi mày là người thì đừng bao giờ sàm sỡ con gái nhà lành, biết chưa? Lần sau nếu còn muốn ta coi mày là người thì đừng bao giờ sàm sỡ con gái nhà lành, biết chưa? Cảm ơn. Chẳng gì mà tông thoán, chẳng gì mà tông thoán. Cút! Đừng bao giờ sàm sỡ con gái nhà lành, biết chưa? Thì vừa rồi chính là cái phần mà mình mô phỏng lại. Và mọi người thấy phản ứng của chị ý kinh không? Phản ứng quá dã man luôn. Còn đột tiền vào mặt mình. Thì đấy là một trong những cái cách xử lý của để chị em có thể sử dụng để áp dụng vào cái việc để đỡ bị gọi là sàm sỡ hoặc là quấy rối hay là cái gì đó. Mọi người áp dụng nha. Hoặc là những ai có thể sử dụng võ thuật hay cái gì đó, một bất kỳ biện pháp gì để tự phòng vệ bản thân.
Thì nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là cái thần thái, tức là khi đối mặt với những tình huống như vậy, chị em phải hết sức bình tĩnh, không nên sợ hãi, bởi vì mọi người càng sợ hãi thì cái thằng kia nó càng được nước, và khi mọi người càng sợ hãi thì mọi người lại càng trở nên yếu đuối hơn. Nên chị em đầu tiên phải bình tĩnh đã và thật sự mạnh mẽ và có cái thần thái như vừa rồi, thì tôi nghĩ rằng là không một thằng yêu dâu xanh nào có thể làm gì được chị em cả. Và tôi và anh em, nếu như có cách giải quyết, mọi người có cách giải quyết nào hay hơn, xin mời comment ở bên dưới, và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau kêu gọi một cái tinh thần bảo vệ chị em trong tình huống như vậy. Nguy hiểm vãi lều là một thằng yêu dâu xanh, nữa thằng xứng đáng phải chặt đầu. Những cái thằng yêu dâu xanh thì xứng đáng bị gì, quạ mổ hiểu diều hâu tha luôn, chết dở. Và lần sau thì anh em muốn mình thực hiện những thử thách gì thì xin mời các bạn comment ở bên dưới nha. Nhớ subscribe kênh YouTube TVH Vlogs để theo dõi những thử thách tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào.